Chào mừng các bạn đến với bản tin giờ chót ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Tuyền Văn Hóa Vlog. Đừng quên theo dõi kênh để cập nhật tin tức mới nhất về thế giới bóng đá. Và bây giờ là những tin chính. Ban tổ chức Olympic xin lỗi vì bê bối. Hình ảnh phòng theo bữa ăn cuối cùng của Chúa Giê-xu được thực hiện trong lễ khai mạc Olympic Paris 2024 đã gây ra những phản ứng trái chiều. Trong lễ khai mạc Olympic vừa qua trên sông Sen, ban tổ chức đã thực hiện khung cảnh với sự tham gia của các vũ công, diễn viên trong tư thế phòng theo bữa tiệc ly, The Last Supper. Điều này đã tạo ra làn sóng phản đối mạnh mẽ từ phía Công giáo, khi cho rằng đây là cảnh chế giễu và nhạo báng. Lễ khai mạc Olympic Paris 2024 là do nhà biên kịch Thomas Joly làm tổng đạo diễn. Ông cho biết, ý tưởng của chúng tôi là tổ chức một bữa tiệc lớn liên quan đến các vị thần trên đỉnh Olympus. Các bạn sẽ không bao giờ tìm thấy trong tác phẩm của tôi bất kỳ ý tưởng chế giễu hay hạ thấp ai. Tôi muốn đem đến một bữa tiệc quy tụ tất cả mọi người, khẳng định giá trị của sự tự do, bình đẳng và tình anh em, chia sẻ tình yêu, niềm vui và sự bao dung. Đó là ý tưởng của buổi lễ. Các diễn viên trực tiếp có mặt trong khung cảnh cũng khẳng định không hề có mục đích khiêu khích hay tục tĩu, nhưng thừa nhận nếu không có tranh cãi thì chẳng có gì vui, sẽ rất nhàm chán nếu ai cũng chấp nhận. Hiện tại, video lễ khai mạc đã bị gỡ trên trang YouTube của Olympic Paris 2024. Nhà tài trợ C-Sprite cũng tuyên bố rút khỏi Olympic vì cảm thấy bị xúc phạm. Người phát ngôn của Olympic Paris 2024 khẳng định: "Chúng tôi không cố ý thể hiện sự thiếu tôn trọng với bất kỳ tổ chức, tôn giáo nào. Nếu mọi người cảm thấy bị xúc phạm, tất nhiên chúng tôi thực sự chân thành gửi lời xin lỗi." Bên cạnh những tranh cãi về khung cảnh bữa tiệc, lễ khai mạc Olympic Paris 2024 còn nhận chỉ trích vì giới thiệu nhầm đoàn Hàn Quốc là Triều Tiên treo cờ ngựa Olympic. Bên cạnh đó, kỳ đại hội liên tục xuất hiện scandal treo nhầm cờ quốc gia, phát nhầm quốc ca và những vấn đề cơ sở vật chất. Tây Ban Nha lại thống trị châu Âu. Sau đội tuyển quốc gia, đến lượt U19 Tây Ban Nha vô địch châu Âu. Ở trận chung kết giải U19 châu Âu 2024 tại Belfast đêm qua, U19 Tây Ban Nha đánh bại U19 Pháp với tỷ số 2-0. Vượt qua U19 Pháp, U19 Tây Ban Nha đã lần thứ 12 trong lịch sử vô địch giải đấu này. Như vậy, 2 tuần sau khi đội tuyển quốc gia vô địch Euro 2024, đội U19 Tây Ban Nha đã mang vinh quang về cho nước nhà. Tương tự đội U19, đội tuyển Tây Ban Nha cũng vượt qua Pháp bán kết trên hành trình vô địch. Theo thống kê, Tây Ban Nha hiện là nền bóng đá thống trị các giải đấu châu Âu. Cụ thể, 14 lần đăng quang, La Roja là đại diện vô địch Euro nhiều nhất lịch sử. Tương tự đội tuyển quốc gia, đội U19 Tây Ban Nha cũng vô địch giải U19 châu Âu nhiều nhất lịch sử, 12 lần. Ngoài ra, Tây Ban Nha còn giữ kỷ lục vô địch U17, 9 lần và U21 châu Âu, 5 lần. Không chỉ bóng đá nam, bóng đá nữ Tây Ban Nha cũng gặt hái thành công lớn trong những năm qua. Bằng chứng là bóng đá xứ Bỏ Tót hiện là đương kim vô địch World Cup, Nation League, đương kim vô địch U17 và U20 World Cup và đương kim vô địch U17 và U19 châu Âu. Ở cấp độ câu lạc bộ, Real Madrid đã vô địch Champions League 2023-2024, qua đó lần thứ 15 lên đỉnh đấu trường này, nhiều nhất lịch sử. Có thể thấy Tây Ban Nha đang thống trị bóng đá châu Âu ở mọi cấp độ. Rory nguy cơ bị cấm đá C1. Theo Stephen Borson, cựu cố vấn tài chính của Man City, Rory hoàn toàn có thể bị UEFA cấm thi đấu tại cúp C1 của Man City ở giai đoạn đầu mùa giải 2024-2025 bởi những drama trong lễ ăn mừng chiến thắng Euro 2024 của đội tuyển Tây Ban Nha. Rory và người đồng đội tại đội tuyển Tây Ban Nha, Alvaro Morata, đang đứng trước nguy cơ đối mặt với án phạt cấm thi đấu trong các trận đấu quốc tế cùng La Roja. Bộ đôi kể trên đã có những lời lẽ ảnh hưởng tới chính trị trong lúc ăn mừng trước vô địch Euro 2024 và UEFA đã ngay lập tức vào cuộc điều tra. Chưa dừng lại ở đó, theo chia sẻ với Football Insider, Stephen Borson, cựu cố vấn tài chính của Man City cho rằng Rory nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong các trận đấu thuộc khuôn khổ UEFA vào tháng 9 nếu nhận án phạt cấm thi đấu. Điều này đồng nghĩa với việc cầu thủ 28 tuổi sẽ vắng mặt trong một số trận đấu của Man City khi thi đấu tại Champions League, đấu trường được điều hành bởi UEFA. Tuy nhiên, Borson tin rằng khả năng án phạt sẽ không bao gồm các trận đấu của Man City, vì tiền vệ này là nhân tố không thể thay thế trong đội hình của Man City ở những năm gần đây. Borson chia sẻ: "Án phạt có thể được áp dụng cho các trận đấu của Man City. Lệnh cấm có thể ảnh hưởng tới tất cả các trận đấu do UEFA tổ chức. Nếu cậu ấy bị cấm, tôi nghĩ khả năng cao là án phạt sẽ áp dụng cho một vài trận quốc tế của Tây Ban Nha sắp diễn ra vào tháng 9. Án phạt sẽ không ảnh hưởng nhiều đến Man City." Từ quan điểm của Man City, họ rõ ràng không muốn thiếu Rory vì cậu ấy rất quan trọng. Khi cậu ấy chơi, Man City thường không thua. Nếu án phạt được thực thi, cậu ấy sẽ được nghỉ ngơi vài trận. Án phạt có thể áp dụng cho các trận đấu của Man City, nhưng có lẽ sẽ không ảnh hưởng nhiều. Trong lúc ăn mừng trước vô địch Euro 2024,
Rory và Alvaro Morata đã hát vang Gibraltar là của Tây Ban Nha. Cả hai sau đó đã bị cơ quan quản lý cáo buộc với ủy ban kỷ luật và có quyền đưa ra án phạt cấm thi đấu cho cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Liên đoàn bóng đá Gibraltar cho biết tính chất khiêu khích và xúc phạm của màn ăn mừng xung quanh việc đội tuyển Tây Ban Nha vô địch Euro 2024. Bóng đá không có chỗ cho những hành vi như thế này. Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thông báo chính thức được đưa ra. Nhưng nhiều khả năng, bộ đôi kể trên sẽ phải nhận án phạt thích đáng về hành vi của mình. Lindelof báo tin vui. Victor Lindelof đã trở lại tập luyện sau khi vắng mặt ở trận giao hữu với Arsenal trên đất Mỹ. Victor Lindelof là một trong những cầu thủ của đội 1 vắng mặt ở trận đấu giao hữu đầu tiên gặp Rosenborg. Khi đó, các ngôi sao của MU vẫn còn trong quá trình cải thiện thể lực sau kỳ nghỉ hè. Lindelof cũng vắng mặt ở trận đấu với Rangers tại Edinburgh vì chấn thương nhẹ. Anh hồi phục tốt nhưng không sẵn sàng ra sân ở trận đấu với Arsenal tại Los Angeles. Tuy nhiên, Victor Lindelof đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội trong buổi tập mới nhất. Cầu thủ 30 tuổi ra sân 28 lần ở mùa giải năm ngoái. Anh được tung vào sân ở cuối trận đấu với Man City và góp sân giúp Man United giành được chức vô địch FA Cup. Đầu tuần trước, Lindelof đã có những chia sẻ về lợi ích của chuyến du đấu và đánh giá cao công sức mà Ten Hag và ban huấn luyện đang bỏ ra tại Man United. Chuyến du đấu này đặc biệt quan trọng. Đầu tiên là cải thiện thể lực để chúng tôi sẵn sàng khi các trận đấu chính thức diễn ra. Ngoài ra, nó cũng có ý nghĩa quan trọng để xây dựng nhóm và cải thiện những chi tiết. Giai đoạn tiền mùa giải rất quan trọng với chúng tôi. Victor Lindelof giờ đây có thể trở lại trong trận đấu với Real Betis tại sân Snapdragon tại San Diego. Sau trận đấu đó, Man United sẽ khép lại chuyến du đấu Mỹ bằng trận đại chiến với Liverpool. Trận đấu chính thức đầu tiên của MU ở mùa giải mới là trận tranh siêu cúp Anh gặp Man City tại Wembley hôm 10 tháng 8. Ronaldo tác động đến Endrick. Cristiano Ronaldo là thân tượng của Endrick. Trong buổi lễ ra mắt đình đám mới đây, tân binh của Real Madrid đã nhấn mạnh rằng CR7 chính là lý do thôi thúc anh gia nhập Bernabeu. Trước đây 2 tuần sau khi tân binh Kylian Mbappe được giới thiệu ở Bernabeu, đến lượt một chân sút khác của Real Madrid được cho ra mắt. Hôm 27 tháng 7, tiền đạo Endrick tỏ ra vô cùng xúc động trước buổi lễ hoành tráng mà đội bóng thủ đô Madrid đã dành cho anh. Sao trẻ Brazil cho biết: "Tôi bất ngờ khi có nhiều cổ động viên chào đón mình đến như vậy. Bầu không khí ngày hôm nay mới thật tuyệt vời làm sao." Trong buổi lễ ra mắt, Endrick xúc động đến mức không thể kìm được những giọt nước mắt. Anh nức nở tâm sự: "Tôi vô cùng hạnh phúc khi được đứng ở nơi này. Các bạn không biết đâu, đối với tôi, Bernabeu là thánh đường của bóng đá. Từ khi tôi còn là một cậu nhóc, tôi đã từng mơ ước sẽ có một ngày được khoác áo Real Madrid. Giấc mơ đó bây giờ đã trở thành hiện thực. Tôi không muốn mọi người thấy mình mít ướt đâu, nhưng những giọt nước mắt hạnh phúc cứ trào ra." Theo chia sẻ của thần đồng bóng đá 18 tuổi, không chỉ anh mà cả gia đình của tiền đạo này đều hâm mộ Real Madrid. Vì vậy, trong thời khắc định mệnh của cuộc đời, anh không quên nhắc đến người thân mà muốn họ tận hưởng niềm vui tột bậc giống như anh. Trong bài phát biểu của mình, Endrick còn bật mí: "Một trong những lý do thôi thúc tôi gia nhập Real Madrid là Cristiano Ronaldo. Anh ấy là thần tượng của tôi. Thời đỉnh cao của anh ấy ở Bernabeu, tôi chẳng bỏ son trận đấu nào của Real Madrid." Endrick chốt lại bằng những chia sẻ về mục tiêu ở phía trước. "Real Madrid đang sở hữu rất nhiều người sao xuất chúng. Đó là cơ hội tuyệt vời để tôi học hỏi từ họ, để dần hoàn thiện bản thân. Tôi sẽ không nóng vội đua tranh một suất đá chính trên hàng công của Real Madrid. Nhưng nếu có cơ hội, tôi sẽ cố gắng thể hiện thật tốt. Tôi hy vọng ngay trong mùa giải đầu tiên ở Bernabeu, tôi có thể tỏa sáng để đóng góp một phần công sức giúp Real Madrid gặt hái các danh hiệu." Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin giờ chót ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.